Xin chào tất cả các bạn. Bonsai Channel lại trở lại với clip tiếp theo. Mình đang đứng ở cái vườn cây anh Trần Trung. Anh Trần Trung là cũng là một trong ba anh em của anh Trần Viết Dũng và anh Trường Phụ. Đấy, các bạn này, bây giờ mình sẽ vào nhà nhà anh nhé. Cảm giác các bạn thấy nói có thể nói là cái tiếng của mình đang mất tiếng dần đi, bởi vì là từ trưa các bạn thấy đó, anh em tôi làm việc rất là cật lực và luôn luôn để cùng nói chuyện với tất cả các anh các bạn đang theo dõi kênh. Thì đây là các bạn thấy cái vườn đây là mình cũng rất là đam mê, và các bạn có thể về cái ngôi vườn của anh Dũng Phủ, Trần Viết Dũng, để vào tham quan ba cái vườn của ba anh em trong một gia đình. Thì thực sự là chợ Viềng thì ngay ở đây các bạn ạ. Các bạn có thể thấy là chợ Viềng ở sau cái vị trí dọc cái đường này. Thì đây là nếu mọi người đi chợ Viềng rồi thì cũng không lạ gì cái địa điểm và cái vị trí của ba cái ngôi vườn ở đây. Các bạn mình có thể thấy là đây. À đây, mình sẽ để địa chỉ cho các bạn xem. Chỉ ở đây như thế này. Số điện thoại nhé, số điện thoại các bạn nhé. Trần Trung. Anh em có thể giao lưu ở đây. Thực sự là cái đây là mình cái xuất phát từ cái sự yêu thích của mình thôi. Yêu thích của mình, và mình vào thấy cái vườn thì mình thấy cái có một cây xanh. Cây xanh thì đây góc này nó xoáy này. Xoáy cho nó mình không hiểu là gì. Nhưng không có chủ nhà, nhưng mà thôi mình tranh thủ mình quay cho các bạn xem. Ở đây độc đáo chưa? Nó xoáy hình chôn con ốc. Ấn tượng nhé. Cái này thì mình theo được mình biết thì nó chưa phải cái hoàn thiện, nhưng mà rất ấn tượng bởi vì nó có cái đoạn này cua rất là đẹp. Mình rất là thích. Nói chung là hôm nay thì nhận được nhiều những cái chia sẻ rất là tuyệt vời. Các bạn có thể thấy rằng là anh Trường anh chia sẻ rất là thật lòng về vấn đề là cây mẫu đơn đó. Các bạn có thể xem video và chia sẻ để giao lưu với anh Trường. Đó. Mình đi sâu vào trong một chút. Vào trong. Vào trong để gặp anh Trung. Bây giờ đã khoảng hơn 6 giờ các bạn. Đã tối. Chào anh. Anh có phải là anh Trung đúng không nhỉ? Dạ vâng. Vâng, xin chào các bạn nhé, đây là anh Trung. Anh có thể chào chương trình Bonsai Channel không? Em hay chia sẻ trên cái kênh Bonsai Channel. Dạ, anh vâng. Có hay xem video ở trên này không? Dạ có. Mình là Trung Phụ, xin chào tất cả các bạn. Rồi, anh giới thiệu mình qua để anh em biết, bởi vì thực mình, anh là Trung đây. Em vừa giới thiệu mọi người là cái địa chỉ đây rồi. Anh em đã nắm được rồi, nhưng mà hôm nay anh rất là vui đúng không? Lần đầu tiên em gặp anh cảm giác là anh rất là vui, có thể anh hồi hộp anh chưa nói được. Mình hồi hộp quá lắm rồi, mình chưa nói được gì. Báo cáo với này, anh em như này, mình làm mình trên nick Facebook ấy, là Trung Phủ, quê là ở Phủ Dày Nam Định nên mới có cái tên là Trung Phủ. Thì mình chuyên về làm cây cảnh, làm cây cảnh được hơn 20 năm nay rồi. Nên đây các bạn xem vườn nhà mình này, có ít đây là bonsai mình cũng có cái thể mua về để làm, hoặc cũng có cả những cây mua về để chơi. Các bạn khi nào có dịp thì mời các bạn về tham quan vườn mình. Ok, thế này nhá, không để mất thời gian của anh em đang theo dõi kênh, thì bây giờ anh đi qua một lượt đi, bởi vì thời tiết đang tối rồi, thời điểm đang tối. Các bạn đi cùng anh Trung nhá, anh Trung nói qua với anh các anh em, bởi vì nó đang tối các bạn. Đây là cây xanh cổ mua về, có cả những cây mua cốt thì về làm lại. Cây cành nhưng mà các bạn này có những cây phôi cũng mới lấy về làm vừa mới cắt phục các bạn làm lại. Đi tiếp vào bên trong cái này đẹp này, cái này à, tiếp theo qua nhà anh thấy anh đóng cửa đi rồi. Mỗi anh mọi người có nhận ra anh đấy không?
xin chào anh Dũng Coca. Thôi tiện đây nói luôn đi. Tại sao anh có mặt ở đây? Anh đi chơi thôi. Đi chơi thăm thú xuống đây thăm anh Trường, anh Dũng này là chung thôi. À, giới thiệu luôn mọi người nhé, cách đây khoảng không khéo thì 3 năm hơn ấy, mình gặp anh ấy ở là triển lãm du lịch ở chỗ chơi con ngựa. Hôm ấy là gặp cả chị Dung Phạm, Thành Phạm. Để hôm gặp anh. Hôm qua anh Trường có nói thì mình bảo là Hoàng Tuấn biết anh rồi. Biết anh mà. Đó, à, đó. Hôm nay là nhiều năng lượng vẫn chưa hết này. Sung sướng. Đó mọi người nha, mọi người hãy kết bạn với anh Dũng Coca. Tên của anh Dũng Coca trên Facebook chẳng lạ gì đúng không? Anh Dũng nổi tiếng rồi nên là rất nhiều. Nói chung là gặp anh Dũng thì sướng nhất cái nụ cười anh. Kể cả lúc nhiều tiền lúc ít tiền anh vẫn cười kìa sướng. Rồi. Đây, các anh chị uống nước đây. Mình thôi mình lướt qua đi anh ơi. Bởi vì tối rồi tranh thủ đi, chia sẻ mọi người đi. Vâng ạ. Nhà thì có bằng này cây, các cũng nhiều loại cây. Đây rành rành này. Rành rành. Rành rành. Sao nhiều cái đẹp thế. Đây, ba anh em nhà anh không nhờ chiếm lĩnh hết cả cái thị trường cây cối đẹp này. Đó. Đây là toàn ngoài này là toàn phôi luôn. Đó này phôi. Tiếc quá, thời tiết hôm nay nó đang đổ tối mất rồi. Cây này đẹp đấy, cây long này đẹp này. Cây long chuẩn bị bán đấy, anh đang xem mà lấy cây này. À đây. Tiếc quá, và nhà anh hơi muộn, tối quá rồi. Tối này mới gọi là đến bây giờ còn đang giao dịch mới biết là cây đang sốt. Sốt thực sự. Ở đứng đây đừng nói cho mọi người. Sốt thực sự. Sốt thực sự các bạn nhá, các bạn yên tâm. Cây đã bắt đầu khởi sắc rất mạnh rồi. Cứ mọi người cứ bảo lên Facebook mà ông bảo là mấy tỷ, nó thực sự là như thế. Yêu không bao giờ cây nó phụ cả, mình chỉ có mình phụ cây thôi, còn cây không bao giờ phụ các bạn. Các bạn yên tâm là như thế, vì là Trung Quốc đã chơi 2000 năm, hơn 2000 năm, Nhật Bản hơn 1000 năm và nước mình cũng đã được 500 năm, hơn 500 năm thì cây không bao giờ phụ con người cả. Các bạn yên tâm. Không bao giờ có đoạn cây thế nọ thế kia. Bạn thấy chưa? Ở đây là chia sẻ thật lòng chứ không ai nói là cứ mỗi người bảo là ông nổ rồi là chiếm lĩnh thị trường, không phải đâu. Nói thật là như thế, mình cảm nhận thế mà. Đây là anh em. Rất nhiều như đây bán quang hết đây, toàn những cây vừa có vừa đào luôn cả mấy cây qua đấy. Bán quang hết là đi rồi à. Lại phải chuẩn bị đi lấy này. Đó. Ok thì mọi người sẽ lên cái kênh Bonsai Channel nhé. Thì mình để cho cái phần danh sách video ấy, các bạn vào đấy xem, mình sẽ để tất cả nội dung vườn của anh Trường này, vườn của anh Dũng này. Mình là Trung Phục. Vâng, anh Trung này, mọi người có thể lên trên đó nhá. Tất cả mình sẽ gửi tặng các bạn ở trên đấy, các bạn sẽ lên xem kênh. Nào xin cảm ơn các anh. Bây giờ tối rồi. Anh xin chào mọi bạn. Người đi. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Rất là cảm ơn anh. Chào các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ theo dõi nhá. Chào, xin chào các bạn. Bây giờ mình vào ăn cơm này. Rất là xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Để ủng hộ cái kênh của Bonsai Channel ấy, thì các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký để ủng hộ cho kênh và ủng hộ cho em. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
ở những video ngày mai. Thân ái, chào hẹn gặp lại các bạn.